công ty trách nhiệm hữu hạn ngũ uẩn ai ai cũng sở hữu quản lý công ty riêng một công ty hữu hạn gồm có 5 thành viên sắc thọ tưởng hành thức cùng hợp sức làm ăn trong quá trình hoạt động có thuận lợi khó khăn tùy tầm nhìn quản lý định hướng cho công ty quyết định sự thành bại có lời hoặc suy vi công ty bị giải thể khi mất sự quân bình hoặc mất sự kiểm soát nguy cơ luôn dập dình nếu ông sắc tham nhũng bởi vì ăn quá nhiều công ty bị trì trệ tiêu cực ắt tăng theo để ông thọ quản lý chỉ thích nghỉ xả hơi thích tiện nghi thụ hưởng và suốt ngày rong chơi. Ông tưởng thích chỉ đạo, biết phân biệt đúng sai, nhưng lắm khi thái quá, thành thù sâu nhớ dai. Ông hành bị lệ thuộc, làm theo lệnh cấp trên, bao nhiêu tội và phước nhắm vào ông gọi tên. Nên sau khi giải thể, Công ty mới lập nên, ông lại sung phong trước, lập rồi phá triền miên. Ông Thức làm chủ tịch của hội đồng thành viên, cơ cấu các nhiệm vụ theo khả năng tự nhiên. Là con nhà vương tướng, khả năng vốn bẩm sinh, lành lệ việc nắm bắt và truyền lệnh quân binh công ty mà có lãi nhờ hành thiện đi lên bị sa đọa đi xuống bởi bất thiện đảo điên làm ăn mà hòa vốn tức không lỗ không lời tạm được nhưng uổng phí thời gian cả một đời